Xin chào các bạn, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì không chỉ người mà ngựa cũng rất nổi tiếng. Những nhân vật thì đã tạo ra rất nhiều ấn tượng và những con ngựa cũng vậy. Trong suốt thời kỳ Tam Quốc, nhiều vị anh hùng đã được vinh danh và cũng có nhiều chiến mã đã được ca ngợi về sự trung thành, can đảm và bền bỉ. Chúng không chỉ được lưu truyền trong sử sách mà còn được hình tượng hóa trong các tác phẩm văn học, nhạc kịch hay là điện ảnh. Hãy cùng điểm lại 5 chiến mã nổi tiếng nhất xuyên suốt thời kỳ Tam Quốc trong video ngày hôm nay. Nổi tiếng nhất tất nhiên rồi, đó là ngựa Xích Thố. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lạc Quán Trung, Xích Thố từng qua tay rất nhiều chủ. Đó là Đổng Trác. Đổng Trác vì muốn tiếp cận và thu phục Lã Bố đã đem Xích Thố tặng cho Lã Bố. Lã Bố sau khi có được ngựa quý quả nhiên đã giết chết chủ cũ của mình là Đinh Nguyên và quy phục dưới chân của Đổng Trác. Lã Bố cưỡi Xích Thố, tả xung hữu đột ở trên chiến trường. Sau này lại chính Lã Bố đã giết Đổng Trác. Lã Bố cuối cùng lại thất bại dưới tay của Tào Tháo và ngựa Xích Thố thuộc về Tào Tháo. Có lẽ là do duyên số, Quan Vũ hay chúng ta vẫn gọi là Quan Vân Trường là một trong những người có công lớn thành lập nhà Thục Hán. Vì muốn bảo vệ hai vị phu nhân của người anh em kết nghĩa là Lưu Bị đã tạm thời về phe Tào, Tào Tháo đã vô cùng quý mến tài năng của Quan Vũ và cũng muốn bắt chiếc Đổng Trác tặng ngựa cho anh hùng. Nhưng Quan Vũ không như Lã Bố, ông tiếp nhận Xích Thố để tìm được Lưu Bị nhanh hơn. Xích Thố đã gắn bó với Quan Vũ từ đó. Sau này khi mà Quan Vũ tử trận thì ngựa Xích Thố cũng đã tuyệt thực mà chết. Người ta cho rằng cái tên Xích Thố được Lạc Quán Trung sử dụng dựa trên nguyên mẫu của một con ngựa quý có thật trong lịch sử. Những người yêu Tam Quốc coi những con ngựa có màu nâu hồng hoặc màu nâu đỏ là loài ngựa gần giống nhất với ngựa Xích Thố. Những con ngựa như vậy được huấn luyện một cách kỹ lưỡng, tham gia vào các trường đua, có thể chạy một mạch 160 cây số trong vòng 10 đến 12 giờ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đơn vị đo lường ở trong chuyện Tam Quốc thì khác biệt ngày nay, nên là mọi con số thì chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác khẳng định ngựa Xích Thố chính là giống ngựa Đại Uyển hay còn được gọi là Thiên Mã. Người Trung Quốc thời xa xưa không thể bắt được loài ngựa này mà chỉ có thể dụ ngựa con đem về nuôi mà thôi. Giống ngựa này thì mồ hôi đỏ như máu, dai sức và cực khỏe nên còn được gọi là Hãn Huyết Mã. Tốc độ và sự dẻo dai của Hãn Huyết Mã từ lâu đã nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Hán Vũ Đế, vị vua thứ 7 dưới triều nhà Hán, từng phát động những cuộc chiến tranh chỉ nhằm đoạt được giống ngựa quý này. Con ngựa nổi tiếng thứ hai đó là ngựa Tuyệt Ảnh. Ngựa Tuyệt Ảnh ở đây chính là ngựa yêu của Tào Tháo. Tuyệt Ảnh có nghĩa là phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không thể đuổi theo kịp. Tương truyền khi mà Tào Tháo tấn công Trương Tú thì Trương Tú đã dâng thành đầu hàng Tào Tháo. Nhưng mà chẳng may Tào Tháo đã trúng kế. Tào Tháo không ngờ bị trúng kế của kẻ thù, bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, suýt nữa thì mất mạng. May có ngựa Tuyệt Ảnh mới thoát ra ngoài được. Ngựa Tuyệt Ảnh bị trúng 3 mũi tên trên mình, vẫn cất vó phi nước đại, sau đó bị trúng một mũi tên vào mắt mới gục ngã. Trong trận chiến này, Tuyệt Ảnh đã hoàn thành sứ mạng của mình. Đây là một thất bại nữa của Tào Tháo kể từ sau trận Xích Bích. Trong trận chiến này, bên cạnh ngựa quý, Tào Tháo còn mất một con trai và một cháu trai. Có thể nói, trận chiến này cũng là một thất bại toàn diện của Tào Tháo. Ngựa nổi danh thứ ba thời Tam Quốc đó là ngựa Đích Lô. Ngựa Đích Lô thì gắn liền với câu chuyện giữa Lưu Bị và Lưu Biểu. Khi mà Lưu Biểu nhìn thấy con ngựa này rất là khen ngợi, Lưu Bị thì nói rằng con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý. Lưu Bị không biết lấy gì để báo đáp ân nghĩa của Lưu Biểu, liền tặng con ngựa này cho Lưu Biểu. Không ngờ, Lưu Biểu lại thấy con ngựa này có quầng mắt, trên đầu cũng có những đốm trắng, lại tên là Đích Lô, ắt là con ngựa sát chủ. Còn nói rằng, tướng cũ cưỡi con ngựa này, đó là Trương Vũ, đã bị chết, đấy chính là minh chứng, nên Lưu Biểu đã vội vàng tìm cớ trả lại ngựa cho Lưu Bị. Người của Lưu Bị mới đem tin ngựa sát chủ nói cho chủ nhân của mình, nhưng mà Lưu Bị không tin. Sau đó khi nhận được mật báo có người bị sát hại, Lưu Bị đã vội vàng chạy thoát ra ngoài, cưỡi ngựa Đích Lô chạy trốn, nhưng mà bị nhầm đường, ông chạy đến bên suối Đàm Khê. Phía trước là con suối rộng lớn, phía sau là quân địch truy đuổi. Lúc này Lưu Bị mới nhớ đến lời khuyên Đích Lô sát chủ ngày trước. Ông vừa điên cuồng quát vào lưng ngựa, vừa hét: "Đích Lô, Đích Lô, hôm nay mày hại ta đi." Đích Lô bỗng nhiên vùng lên, phi một phát sang bờ bên kia, lập một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Sau đó Lưu Bị lại càng không tin chuyện Đích Lô sát chủ, ông càng yêu quý con ngựa đã cứu mạng mình hơn. Sau này Lưu Bị đã đem tặng ngựa này cho Bàng Thống. Ai ngờ Bàng Thống thì không có phúc được hưởng, vừa cưỡi lên ngựa Đích Lô đã bị bắn chết. Sau này Đích Lô cũng không rõ đã lưu lạc về đâu. Con ngựa thứ tư có cái tên rất là hay, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử.
Dạ trống Ngọc Sư Tử toàn thân lông trắng như tuyết, tương truyền một ngày có thể đi hàng nghìn dặm. Ngay từ khi mới sinh ra, phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử. Tính khí thì nóng nảy, sau này con ngựa này lớn lên, tính khí cũng bớt nóng nảy hơn. Buổi tối nó còn phát ra ánh sáng trắng bạc, vì vậy mới có tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Con ngựa này là của Triệu Vân. Tương truyền Triệu Vân đóng quân ở trên núi Trường Bản, xuất quân đi đánh trận, đều cưỡi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Có lần Triệu Vân cùng con ngựa bị rơi xuống hố bẫy sẵn của quân địch, tưởng chừng không thể thoát thân, nhưng mà sức ngựa rất lớn, cuối cùng cũng nhảy lên được trên miệng hố, cứu chủ nhân thoát chết. Trong lần cứu ấu chúa, Triệu Vân đã một mình cưỡi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, phá vây quân Tào, chém gãy hai lá cờ to, giết 50 tướng, đoạt gươm báu thanh công, tức là gươm mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí. Hình ảnh Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa luôn được miêu tả là viên tướng đánh trận dũng mãnh, quả cảm, từ tốn, chắc chắn, không sốc nổi như Trương Phi. Đặc biệt, hình ảnh này thì luôn gắn liền với Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Dân gian Trung Quốc hiện còn lưu truyền bài thơ về việc Triệu Vân cứu ấu chúa như thế này: máu đỏ chan hòa, áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng, xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Và trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử thì cũng có nhắc đến Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử với tên là Thiên Lý Long Câu Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Đó là ngựa mà Đoàn Cảnh Trụ định mang lên Lương Sơn tặng Tống Giang nhưng bị Sử Văn Cung cướp. Sau này thì Lưu Tuấn Nghĩa đã giết Sử Văn Cung để lấy lại ngựa. Con ngựa nổi danh thứ 5, con ngựa mang tên Ô Vân Đạp Tuyết. Ô Vân Đạp Tuyết còn có tên là Vương Truy Mã, toàn thân màu đen nhưng bốn vó thì lại màu trắng. Đây là ngựa của một người rất nóng tính, đó là Trương Phi, người anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Vân Trường. Ngựa của Trương Phi có cái tên rất là ý nghĩa, Vương Truy Mã có nghĩa là con ngựa đi theo hầu hạ đại vương. Tương truyền, Trương Phi và con Ô Vân Đạp Tuyết đều đen như nhau. Trương Phi quý chú ngựa này như con đẻ, thường xuyên tự tay tắm rửa cho ngựa quý. Người đời về sau thường nói, người dũng mãnh cưỡi ngựa dũng mãnh. Quan Công cũng từng nói, người tôi nặng nề, ngựa không vác nổi nên thường hay gầy. Chính vì vậy mà tôi không thể cưỡi ngựa bình thường được. Trương Phi cũng vậy, ngựa bình thường thì không thể xứng với hào khí phi thường của Trương Phi. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về những chú ngựa nổi danh trong thời Tam Quốc. Ở những chú ngựa mà Xích Thố thì là nổi tiếng nhất rồi. Bên cạnh đó cũng có những con ngựa khác mà có lẽ các bạn cũng đã từng xem ở trong Tam Quốc, từng được nghe hoặc là từng tiếp cận qua nhiều nguồn khác nhau. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.